Ngày 26 tháng 1 tại xã Đồng Vương, huyện Yên Thế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế tổ chức chương trình Tết Xuân về Xuân yêu thương cùng phụ nữ dân tộc thiểu số. Đến dự buổi lễ có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Về phía thành phố có các đồng chí Vũ Chí Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Vi Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Trịnh Thị Hồng Vân, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Thương mại Tấn Đạt. Chương trình Tết Xuân về Xuân yêu thương cùng phụ nữ dân tộc thiểu số là một trong những chương trình được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức hàng năm nhằm chung tay chăm lo Tết cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số tại các xã thôn, bản đặc biệt khó khăn, với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau. Tại chương trình, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang đã trao cho người nghèo huyện Yên Thế 200 suất quà trị giá 120 triệu đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu và Thương mại Tấn Đạt tặng 100 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho người nghèo huyện Yên Thế.